Lâm Khánh Chi bất ngờ công khai con trai thứ hai được chi 1 tỷ nhờ một người phụ nữ Thái mang thai hộ. Kỷ niệm 1 năm tôi nuôi cho con thật hoành tráng vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Sau đó tôi sẽ cho bé đi du lịch, cũng là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên. Cả gia đình sẽ cùng đến Thái Lan, là nơi mà con tôi được sinh ra. Có thể xem đây là chuyến du lịch kết hợp với việc cho con thăm quê hương. Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ, sinh thêm con để gia đình đủ nếp đủ tẻ vào năm 2020 và mọi chuyện sẽ sớm được công khai. Lần này nữ ca sĩ muốn gia đình trọn vẹn sử dụng tinh trùng của chồng vì con đầu tiên đã là tinh trùng của cô. Lâm Khánh Chi cho biết, để có được hạnh phúc trọn vẹn thì 1 tỷ đồng là cho con cũng xứng đáng. Tôi làm ra tiền, tôi có khả năng thì tôi đồng ý thực hiện. Tuy là rất nhiều người tò mò cách đối xử của chồng Lâm Khánh Chi với đứa con được tạo ra từ tinh trùng của vợ mà không phải của mình. Kết quả rất sửng sốt đấy. Lắng nghe tới cuối video của kênh Lòng Lánh TV các bạn nhé. Từ sau khi công khai diện mạo cậu bé được sinh ra từ tinh trùng lưu trữ trước khi chuyển giới của mình và trứng của chị dâu, Lâm Khánh Chi ngày càng được công chúng quan tâm nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Từ cách cô nuôi dạy bé Thiên Long, cách chồng trẻ chăm bẵm nhóc tì không chung dòng máu, cho đến cách cả hai đầu tư điều kiện sống vô cùng tốt cho con trai đã khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Chi 1 tỷ đồng để nhờ một người phụ nữ ở Thái Lan mang thai hộ và sinh ra bé Thiên Long. Khi mới đón con từ Thái Lan trở về Việt Nam, Lâm Khánh Chi dự định sẽ giấu kín con trai cho đến khi con tròn 1 tuổi mới công khai đứa trẻ. Thời gian đầu tiên, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh bồng bế con nhưng đều che mặt. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Lâm Khánh Chi đã không thể nào chịu đựng được trước độ đáng yêu của cậu nhóc nên đã quyết định công khai quý tử để mọi người cùng chia vui với chính mình. Hiện tại khi 2 tuổi, bé Thiên Long càng ngày càng lớn và có nhiều đường nét khác biệt. Càng lớn, bé Thiên Long càng được nhận xét điển trai ăn mặc như mẫu nhí. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi đã lột xác cho con bằng một mái tóc xoăn, gu ăn mặc vô cùng chất làm cho cậu nhóc càng như soái ca nhí. Không tiếc tiền sắm hàng hiệu cho con, ba mẹ chuyển giới còn cho con dùng nước hoa đắt đỏ. Nhiều người trầm trồ vì cậu bé đẹp trai như trai Hàn Quốc, đường nét gương mặt ngày càng đẹp hơn, rõ nét hơn và giống hệt như Lâm Khánh Chi vào hồi bé. Từ khi con được lên sóng, người đẹp chuyển giới liên tục làm cho công chúng đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Ngoài việc cưng con như cưng trứng, cho cậu bé mặc quần áo hàng hiệu, thì ngay từ nhỏ, ăn uống cũng vô cùng cẩn thận. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ sẽ dành những điều kiện tốt nhất cho con trong tương lai. Ngay sau đó, bé Thiên Long tròn 1 tuổi, bà mẹ một con đã chứng minh bằng cách làm tiệc thôi nôi hoành tráng như đám cưới với 500 khách mời. Bữa tiệc của con trai Lâm Khánh Chi và dàn khách mời toàn người nổi tiếng được tổ chức tại nhà hàng sang trọng với chi phí nửa tỷ đồng. Khi đó, cộng đồng mạng đều hết lời khen ngợi vì độ cưng chiều con trai của Lâm Khánh Chi. Khi nhóc tì lớn dần, vợ chồng của Lâm Khánh Chi cũng tính đến chuyện cho con bắt đầu đi học mẫu giáo. Cô tiết lộ, không cần biết là trường quốc tế đắt đỏ cỡ nào, chỉ cần đó là một môi trường tốt nhất để cho con trai có đủ điều kiện phát triển, thì vợ chồng cô sẽ chọn cho con theo học. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 những tháng vừa qua chưa ổn định, nên hiện tại bé vẫn ở nhà với bố mẹ. Trong một lần chia sẻ, Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ cô đã từng trải qua giai đoạn thức trắng đêm chăm con vất vả khi ban ngày vẫn phải bận rộn làm việc. Bên cạnh đó, Thiên Long lại là một cậu bé khá cái năn, đồ ăn không hợp khẩu vị, không ngon thì sẽ không ăn. Vì vậy, vợ chồng cô cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu khẩu vị của con, điều chỉnh để cho bé vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa miệng lại đủ cho bé thích thú mỗi khi đến bữa. Những bữa ăn mỗi ngày của quý tử nhà Lâm Khánh Chi sẽ là sữa hạng ngoại, thực phẩm hữu cơ và bổ sung thêm rất nhiều chất dinh dưỡng cho con bằng những thực phẩm chức năng khác. Ngoài ra, những gì liên quan đến con trai, Lâm Khánh Chi cũng không bao giờ tính toán. Cô thoải mái đầu tư cho con mọi thứ. Với Lâm Khánh Chi, mọi việc có thể cân nhắc, nhưng với Thiên Long thì cái gì tốt nhất, đẹp nhất chính là được. Đặc biệt với công việc bận rộn như hiện tại, vợ chồng cô vẫn chọn cách tự chăm con mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà hai bên. Sống trong một căn hộ cao cấp, Lâm Khánh Chi và chồng cùng nhau san sẻ quỹ thời gian hợp lý để chăm con. Nhiều lần tiết lộ, nữ ca sĩ chuyển giới còn chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa con trai và bố. Dù chỉ là con trai, được sinh ra từ tinh trùng trước khi chuyển giới của vợ Phi Hùng, nhưng Phi Hùng rất yêu con trai. Thậm chí, đã nhiều lần ai cũng nhận xét Thiên Long giống bố hơn giống mẹ. Từ nhỏ, Thiên Long đã quấn bố, có thể chơi với bố cả ngày mà không chán. Về phần Phi Hùng, anh cũng chăm con đảm đang không kém gì vợ. Thấm thoát đó, đã nhiều năm, Khánh Chi và ông xã Phi Hùng kém 8 tuổi về chung một nhà. Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi trở nên là biểu tượng đẹp trong lòng của người hâm mộ, nói riêng cũng như là thế giới LGBT nói chung. Giọng ca Sầu Tiên Thu trải lòng. Thực sự khi nghe những lời đồn ác ý, tôi và ông xã rất buồn. Họ không tin những người chuyển giới thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà vàng thật thì không sỡ lửa.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng tôi đến bên nhau, đến nay đã 4 năm rồi. Nếu như Phi Hùng yêu tôi vì tiền, thì có rất nhiều người có tiền, chứ đâu riêng gì Lâm Khánh Chi. Tôi đến với bà xã bằng tình yêu thực sự nên không đặt nặng vấn đề tiền hay không tiền, nổi tiếng hay không nổi tiếng, người này hay người kia. Quan trọng là tôi yêu cô ấy yêu tôi và chúng tôi đi đến hôn nhân, thế thôi. Chồng của Lâm Khánh Chi khẳng định. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi hạnh phúc tiết lộ cô được bố mẹ chồng tặng cho một căn nhà trị giá 9 tỷ đồng. Hay là trong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới, mẹ chồng cô đã lên sân khấu trao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại khu Vũng Tàu, khiến cho giọng ca chuyển giới bật khóc vì quá xúc động. Bố mẹ chồng thương ông xã tôi bao nhiêu thì cũng thương tôi bấy nhiêu. Bố mẹ chồng mong muốn chúng tôi bên nhau và giữ được hạnh phúc. Lâm Khánh Chi trải lòng. Lâm Khánh Chi hy vọng cô và ông xã sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại để có thể trở thành cặp đôi vàng của cộng đồng LGBT và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nữ ca sĩ còn truyền thêm năng lượng. Hãy tin, tình yêu là có thật và nếu yêu một cách chân thành, mình sẽ hái được quả ngọt. Vậy là năm 2020 sắp hết và chúng ta hãy cùng chờ xem những công bố mới nhất của Lâm Khánh Chi, liệu rằng em bé thứ hai đủ nếp đủ tẻ của họ đã ra đời hay chưa. Việc lấy tinh trùng của Phi Hùng để nhờ người mang thai hộ cũng là một điều khiến cho khán giả vỗ tay, vậy là gia đình của Lâm Khánh Chi sẽ đủ nếp đủ tẻ, công bằng. Và nếu như yêu thương những đứa trẻ thì họ sẽ không còn quá quan trọng về việc huyết thống nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh Lòng Lánh TV ngày hôm nay và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!